này công sẽ nói quốc gia đến ngày giải phóng đồng lòng cùng đi hy sinh tiếp gì thật sớm vì tương lai của dân cùng sống và quen tết làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền từ cho phơi thay trên đường giao thù nước với máu đào đẹp bao nói dưỡng nước biển phải cần danh huy người công dòng sông Lạc Hồng.